Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và khi đi tới cái khu vực này, mình ngồi dãy lao để uống nước mọi người. Và cũng rất là may mắn khi mình ngóng mắt xuống dưới khe đá này, mình bắt gặp được một cái loại dây thuốc nó cực kỳ là quý hiếm trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình làm video này để giới thiệu tới mọi người loài dây thuốc quý này. Dây thuốc này nó có tên gọi là dây mộc thông khổ rách mọi người. Trong kênh YouTube của mình đã có một số video nói về dây mộc thông tròn và dây mộc thông dạch. Còn ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái loài dây mộc thông nó hiếm gặp hơn, đó là dây mộc thông khổ rách. Thì bây giờ để mọi người hiểu vì sao ngày xưa các cụ đặt cho nó một cái tên có vẻ khổ sở như vậy, thì mình sẽ quay toàn bộ thân cành lá cũng như hoa quả của loài cây thuốc này để cho mọi người hiểu được vì sao các cụ đặt cho nó tên gọi là khổ rách. Cây khổ nó cũng có tác dụng tương đương giống như quần áo của chúng ta bây giờ, nhưng mà cây khổ thì nó chỉ được vài mảnh vải để che hàng thôi mọi người, nó không được đầy đủ như quần áo của chúng ta bây giờ. Mộc thông khổ rách nó là một cái cây dây leo có tua cuốn mọi người. Ở đây có một cái dàn dây mộc thông khổ rách rất là nhiều mọi người. Và đặc biệt bên này có một dây cực kỳ là lớn. Đây. Dây mộc thông khổ rách này nó đã hiếm gặp rồi, nhưng mà gặp được những cái dây mà nó lớn như thế này thì càng hiếm hơn mọi người này. Rất ít khi gặp được những cái dây mộc thông khổ rách mà nó lớn bằng tầm này. Dây này có vẻ nó đã có khoảng vài trăm năm tuổi rồi mọi người. Nó là một cái cây dây leo có tua cuốn. Nó có thể dùng thân của nó để quấn vào các cái cây cao, leo lên cao, hoặc là dùng các cái tua của nó để quấn vào các cái cây cao rồi leo lên cao tìm ánh sáng. Thân da của nó thì rất là xù xì và có rãnh nứt nẻ dọc theo thân, nhìn rất là rách nát mọi người. Cho nên tổ tiên chúng ta mới đặt cho nó tên gọi là khổ rách là như vậy. Đấy. Thân của nó rất là xù xì. Nó có một cái lớp bi khổng ở bên ngoài rất dễ bóng mọi người. Khi mọi người bóp nhẹ như thế này là nó bị bóng ra này. Thân da của nó thì cực kỳ giống với thân của cái dây đà diệp đăng và dây tơ manh mọi người. Cực kỳ là giống luôn. Nếu như không nhìn lá thì ta rất dễ nhầm lẫn giữa cái dây đà diệp đăng và dây tơ manh rồi dây mộc thông khổ rách này. Cây này thân của nó cũng có những cái khớp đột mọi người này. Và đặc biệt khi mọi người chặt đôi cái thân của cái dây mộc thông khổ rách này ra này, thì cái vấn bên trong của nó rất giống với vấn của cái dây đà diệp đăng mọi người. Nó vân của nó cũng giống như các cái nan hóa xe đạp á. Nó có các cái tia. Cực kỳ giống với lát cắt của cái dây đà diệp đăng. Còn cái lá của cái dây mộc thông khổ rách này nó ở hơi cao mọi người. Mình giật xuống nhưng mà không giật được. Nên khi nào đó mình gặp một cái dây nhỏ và nó ở thấp, mình sẽ quay lại cho mọi người thấy. Dây này nó đã rất là dài mọi người này, rất là lớn. Đây, đi rừng mà gặp được những cái dây này là cực kỳ là quý mọi người này. Thân của nó như thế này, sau đó nó xẻ ra làm hai nhánh này, một nhánh đi sang bên này và đi vào trong nghịch đá này mọi người này. Dây này cực kỳ là lớn rồi. Đó, còn một nhánh nữa thì nó sang bên này và nó vật ngược lên trên kia mọi người. Dây này nó có vẻ dài được hơn 100 mét rồi mọi người. Dây của nó cực kỳ là dài và nó lớn đều mọi người. Cho nên nếu như thu hái cây này thì có thể được rất nhiều thuốc đấy. Còn công dụng của cái dây mộc thông khổ rách này thì trong nhân dân nó thường được dùng để trị mẩn ngứa ngoài da này, viêm da, vẩy nến,
rồi nóng trong người, mụn nhọt, viêm gan, viêm thận, và dùng để trị đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp và gãi cột sống rất là tốt mọi người. Như vậy, thông qua video này, mình đã giới thiệu tới mọi người giấy mộc thông khổ rách cũng như một số công dụng của nó để mọi người tham khảo. Còn bây giờ, mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.